Những nguyên tắc cần tuân thủ từ khi còn trẻ nếu bạn không muốn tàn phế sau tuổi 60. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, theo ước tính, bệnh loãng xương gây ảnh hưởng đến khoảng 10 triệu người Mỹ. Còn tại Việt Nam, số người mắc bệnh loãng xương hiện nay có khoảng 3,2 triệu người. Trong đó có hơn 2,4 triệu phụ nữ mắc bệnh loãng xương, có trên 190.000 trường hợp gãy xương do loãng xương. Đáng lo ngại khi số người loãng xương ở nước ta có xu hướng ngày càng tăng cao và ngày càng có nhiều phụ nữ được phát hiện loãng xương trong độ tuổi còn khá trẻ. Theo các chuyên gia hàng đầu về xương khớp, chế độ dinh dưỡng và lối sống sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp ngăn chặn hoặc làm chậm tiến độ loãng xương. Đặc biệt, nếu bạn nắm rõ các nguyên tắc hàng đầu cần tuân thủ dưới đây, từ khi ở độ tuổi 20-30 sẽ giúp bạn phòng ngừa loãng xương cực kỳ hiệu quả khi bạn đến tuổi 60. Vậy đó là những nguyên tắc gì? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi video để áp dụng ngay hôm nay, từ đó có thể tăng cường sự dẻo dai cho xương khớp nhé! Trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về bệnh loãng xương, từ đó giúp quý vị có thêm sự hiểu biết để phòng tránh căn bệnh này nhé! Tại sao cần hiểu biết về bệnh loãng xương? Lý do đầu tiên là vì loãng xương là một bệnh rất thường gặp trong các bệnh về xương. Ngay cả khi chúng ta không thấy đau thì sự hiểu biết về bệnh loãng xương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng bệnh cá nhân, gia đình, giúp giảm tốn kém về tiền của và khắc phục ảnh hưởng của nó đến thẩm mỹ cá nhân. Theo một thống kê đơn giản mới đây của Thư ký Hiệp hội Phẫu thuật ở Mỹ trong năm 2002 đã chỉ ra rằng một nửa dân số Mỹ trên 50 tuổi đều có nguy cơ gãy xương do mắc bệnh loãng xương. Tại Mỹ, người ta thực hiện một phép tính đơn giản và đã cho kết quả rằng hàng năm nước này phải chi trả khoảng 18 tỷ đô la cho việc chăm sóc những bệnh nhân mà có di chứng từ căn bệnh này. Mặt khác, bệnh loãng xương không chỉ gây ra những tổn thất về tiền bạc và kinh tế mà còn gây tổn thất nhiều về mặt sức khỏe, khiến bệnh nhân yếu mòn dần, mất khả năng làm việc và giảm thêm khả năng hòa nhập với cộng đồng. Đặc biệt là những bệnh nhân loãng xương có kèm theo gãy xương thì hậu quả của nó lại càng rõ rệt. Theo một số nghiên cứu thì có trên 20% những bệnh nhân bị gãy xương hông sẽ chết trong vòng 1 năm sau đó. Với những bệnh nhân được cứu sống thì 50% trong số đó không thể sống một cuộc sống như bình thường. Đối với những bệnh nhân đã bị gãy xương do loãng xương nói chung, có lẽ họ sẽ không thể làm được gì ngay cả một công việc đơn giản là tự mặc quần áo cho chính mình. Họ thường xuyên gây ra những rắc rối, hay giận dữ và không thể hòa nhập với cộng đồng. Khoảng 20% số bệnh nhân sau khi bị gãy xương hông phải cần đến sự chăm sóc của những người điều dưỡng tại gia hoặc được chăm sóc, giúp đỡ trong cuộc sống vì họ không thể tự sống một cách độc lập. Dưới đây là những nguyên tắc hàng đầu cần tuân thủ để tránh tình trạng loãng xương xảy ra. Thứ nhất, đừng quên bổ sung vitamin D. Vitamin D là một trong những vi chất dinh dưỡng quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta. Nó còn được gọi là vitamin ánh nắng mặt trời vì nó được sản xuất trong cơ thể khi bạn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Vitamin D có liên quan đến nhiều quá trình, bao gồm chức năng não. Nó cũng rất cần thiết cho xương và răng khỏe mạnh, đơn giản chỉ vì nó giúp hấp thu canxi. Ngay cả khi có đủ canxi nhưng không đủ vitamin D vẫn có nguy cơ bị loãng xương và mềm xương. Khuyến nghị, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ NIH khuyến cáo 600 IUS 15 microgram mỗi ngày cho cả nam và nữ từ 1 đến 70 tuổi, bao gồm thời kỳ mang thai và cho con bú, và 800 IU 20 microgram cho người cao tuổi. Nguồn vitamin D, cá béo như cá ngừ và cá hồi, các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc, gan bò, phô mai và trứng. Thứ hai, giữ cân nặng bình thường. Chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt có thể giúp giảm thêm một vài cân, nhưng nó không phải là cách lành mạnh để đối phó với chúng và quan trọng hơn là giảm cân, đặc biệt là trong giai đoạn tiền mãn kinh sớm, khiến xương có nguy cơ bị tổn thương. Mặt khác, béo phì cũng là một yếu tố nguy cơ góp phần làm gãy xương. Khuyến nghị, tùy chọn tốt nhất ở đây là duy trì cân nặng thông thường, không bao giờ ăn kiêng hoặc chế độ ăn ít calo và cố gắng không để quá trọng lượng, đặc biệt là trong những khoảng thời gian ngắn. Thông qua lối sống lành mạnh và lựa chọn một kế hoạch chế độ ăn uống cân bằng tốt trong khi vẫn duy trì hoạt động thể chất. Thứ ba, bỏ thuốc lá. Các nghiên cứu gần đây cho thấy nicotine có tác động tiêu cực trực tiếp đến mật độ xương. Ngoài ra, hút thuốc lá chỉ hoãn sự hồi phục xương bằng khoảng 60% sau khi gãy xương. Nếu là người hút thuốc, điều đầu tiên và tốt nhất có thể làm là cố gắng bỏ thuốc lá.
Duy trì xương khỏe mạnh và mạnh mẽ là một động lực tuyệt vời cho người cần bỏ thuốc. Khuyến nghị, nếu không thể làm điều đó ngay lập tức và một số nghiên cứu gợi ý không nên, hãy bắt đầu với việc giảm lượng nicotine mỗi ngày cho đến khi cảm thấy muốn bỏ thuốc lá. Không chỉ xương sẽ cảm ơn vì điều này mà toàn bộ cơ thể sẽ được hưởng lợi. Thứ tư, hạn chế lượng muối. Các nhà khoa học Nhật Bản nói rằng lượng natri dư thừa khiến sức khỏe của xương gặp nguy hiểm. Hầu hết chúng ta nhận được natri từ muối ăn thông thường. Đó là không tốt vì muối gây ra một sự mất mát canxi mà cuối cùng nó có thể dẫn đến xương yếu, giòn. Vì vậy, để ngăn ngừa loãng xương, hãy thử xem xét lại chế độ ăn uống và lượng natri. Khuyến cáo, Hiệp hội Tim Mạch Mỹ khuyến cáo tiêu thụ không quá 2.300mg muối một ngày và giới hạn lý tưởng không quá 1.500mg mỗi ngày cho hầu hết người lớn. Thứ năm, hãy chắc chắn rằng xương được cung cấp đủ canxi. Xương của chúng ta chứa 99,5% tổng lượng canxi trong cơ. Vì vậy, để tránh loãng xương, điều đầu tiên cần làm là đảm bảo tiêu thụ đủ chất dinh dưỡng này. Khuyến cáo, theo Quỹ Loãng Xương Quốc gia NOF, lượng canxi cần thiết cả từ thực phẩm và chất bổ sung phụ thuộc vào giới tính và tuổi tác. Phụ nữ 50 tuổi trở xuống cần 1.000mg mỗi ngày, 51 tuổi trở lên cần 1.200mg mỗi ngày. Nam giới 70 tuổi trở xuống cần 1.000mg mỗi ngày, 71 tuổi trở lên cần 1.200mg mỗi ngày. Nguồn thực phẩm giàu canxi, cá mòi và cá hồi đóng hộp, đậu nành và đậu phụ, hạnh nhân, phô mai, sữa, rau bina và nước cam. Thứ 6. Tiêu thụ protein. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng protein được kết hợp liên quan trực tiếp với chỉ số mật độ xương. Trong thực tế, canxi và protein làm việc cùng nhau để duy trì sức khỏe của xương. Khuyến nghị, theo Harvard Health, chế độ ăn uống khuyến cáo lượng protein là 0,8g trên 1kg trọng lượng cơ thể. Nhưng trước khi thực hiện chế độ ăn giàu protein, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ vì có quá nhiều canxi có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nguồn protein, hải sản, thịt gia cầm, thịt trắng, sữa, phô mai, trứng, đậu. Thứ 7. Xem xét việc bổ sung collagen. Khối lượng xương hữu cơ chứa 90% collagen. Khi già đi, ngoài việc mất mật độ xương, mức độ collagen trong cơ thể giảm đáng kể mà cuối cùng có thể dẫn đến gãy xương. Khuyến nghị, để có được collagen tự nhiên, bổ sung thêm cá, nước dùm xương và ớt chuông trong chế độ ăn uống. Nhưng vì rất khó để có được lượng collagen cần thiết từ những sản phẩm này, có thể thử các chất bổ sung và thực hiện theo các hướng dẫn về lượng cần uống. Trước khi thử bổ sung, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Nguồn collagen, nước dùm xương, gelatin, ớt chuông, trái cây họ cam quýt, trứng, hạt bí ngô. Thứ 8. Xương cần omega 3. Kết hợp với hoạt động thể chất vừa phải, axit béo omega 3 có tác động đáng kể đến mật độ khoáng xương. Chúng thúc đẩy sản xuất các tế bào xương được gọi là osteoblast. Thêm vào đó, các axit béo không bão hòa có thể giúp giảm đau khớp do loãng xương và viêm khớp dạng thấp. Khuyến nghị, theo Viện Y tế Quốc gia, một người lớn 18 tuổi cần 1,6 gram đối với nam và 1,1 gram đối với nữ omega 3 mỗi ngày. Nguồn omega 3, các loại cá béo như cá thu, hải sản, quả óc chó, hạt chia. Thứ 9. Xem lượng caffeine. Nếu giống như hàng triệu người trên toàn thế giới, không thể tưởng tượng buổi sáng thế nào nếu không có một tách cà phê, nhưng cà phê lại có chất caffeine không tốt cho cơ thể, đặc biệt là cho xương. Các nghiên cứu cho thấy rằng, caffeine khi uống với số lượng lớn làm giảm khối lượng xương và tăng nguy cơ gãy xương vì nó có tác động tiêu cực đến sự hấp thụ canxi. Khuyến nghị, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Mayo Clinic khuyến cáo rằng, một người lớn chỉ nên tiêu thụ trung bình 400mg caffeine, tương đương 4 tách cà phê pha mỗi ngày. Nếu uống nhiều hơn thế, xương có thể bị tổn thương. Thứ 10. Tập thể dục cho xương. Sau tuổi 30, cơ thể chúng ta dần dần mất dần khối lượng xương. Để giúp xương luôn khỏe mạnh càng lâu càng tốt, cần có hoạt động thể chất vì xương cũng giống như cơ bắp của chúng ta. Khuyến nghị, Viện Điều trị Viêm khớp và Cơ xương và Bệnh lý Quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo các loại tập thể dục có trọng lượng như tập tạ, đi bộ nhanh, chạy bộ và thậm chí là nhảy múa.
Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình nào và nhớ lắng nghe phản ứng cơ thể. Các bạn thân mến, khi nhắc đến căn bệnh loãng xương, nhiều người cho rằng đây là căn bệnh phổ biến thường gặp ở người già. Thực tế, tỷ lệ loãng xương của người dân Việt Nam ngày càng trẻ hóa. Đặc biệt, những nhóm người dưới đây có nguy cơ bị loãng xương cao hơn mà không hề hay biết. Vậy đó là những nhóm người nào? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi video để biết mình có thuộc một trong nhóm đối tượng sau đây hay không nhé. Thứ nhất, phụ nữ trước và sau mãn kinh. Phụ nữ sinh nở nhiều lần và nuôi con bằng sữa mẹ nhưng thường ăn uống không đủ chất, nhất là protein và canxi để bù đắp lại. Bên cạnh đó, quá trình mất xương ở nữ giới cũng diễn ra nhanh hơn so với nam giới, nhất là giai đoạn trước và sau mãn kinh. Đặc biệt, thời kỳ mãn kinh sẽ khiến phụ nữ có nguy cơ mất xương nhiều nhất. Nguyên do là lúc này, cơ thể giảm sản xuất estrogen mạnh, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp canxi. Phụ nữ mãn kinh sớm hoặc từng cắt bỏ buồng trứng càng có khả năng bị loãng xương. Thứ hai, những người có tiền sử gia đình bị loãng xương. Theo các bác sĩ, yếu tố di truyền chiếm trên 60% là nguyên nhân gây ra bệnh loãng xương. Cha mẹ bị gãy xương do loãng xương thì nguy cơ con cái bị loãng xương là rất cao. Do đó, nếu bạn thuộc đối tượng dễ bị loãng xương thì nên đi kiểm tra càng sớm càng tốt. Thứ ba, những người có thể trạng kém phát triển, ít hoạt động thể chất. Những người thấp bé, thiếu cân hoặc còi xương, suy dinh dưỡng từ nhỏ, chế độ ăn thiếu protein, canxi, vitamin D là đối tượng dễ bị loãng xương. Tương tự với những người ít hoạt động thể dục hoặc nằm bất động lâu do bệnh tật. Để khắc phục tình trạng này, việc tập thể dục điều độ sẽ giúp kích thích sự tạo xương. Vận động dưới nắng sớm cũng giúp cơ thể tiếp nhận vitamin D có tác dụng tăng hấp thụ canxi. Thứ tư, người lạm dụng một số loại thuốc. Sử dụng các loại thuốc kháng viêm, chống động kinh, chữa bệnh tiểu đường lâu ngày sẽ gây ra ức chế quá trình tạo xương. Bên cạnh đó, chúng làm giảm hấp thu canxi ở ruột, tăng bài tiết canxi ở thận, từ đó làm tăng quá trình phá hủy xương. Thứ năm, người mắc các bệnh về nội tiết, suy thận. Người mắc các bệnh nội tiết như cường tuyến cận giáp, cường tuyến vỏ thượng thận hoặc bị suy thận mãn, phải chạy thận nhân tạo lâu ngày gây mất nhiều canxi qua đường tiết niệu là đối tượng dễ bị loãng xương. Ngoài ra, người mắc các bệnh xương khớp mãn tính cũng có nguy cơ loãng xương. Thứ sáu, người hút thuốc lá, lạm dụng bia rượu. Hút thuốc lá, uống nhiều bia rượu, thậm chí là cà phê sẽ thúc đẩy việc thải canxi qua đường thận, làm giảm hấp thu canxi ở đường tiêu hóa. Chính vì vậy, những người hút thuốc và lạm dụng chất kích thích cũng là đối tượng dễ bị loãng xương. Ngoài ra, nếu bạn xuất hiện các triệu chứng dưới đây, bạn hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám và chữa trị kịp thời nhé. Các triệu chứng thường gặp ở bệnh loãng xương. Loãng xương thường không có triệu chứng gì đặc hiệu, dấu hiệu thường thấy là đau, giảm chiều cao và khom lưng. Đau nhức đầu xương. Một trong những triệu chứng loãng xương dễ nhận thấy nhất là cảm giác đau nhức các đầu xương. Bạn sẽ cảm thấy mỏi dọc các xương dài, thậm chí đau nhức như bị kim chích toàn thân. Đau ở vùng xương chịu gánh nặng của cơ thể thường xuyên như cột sống, thắt lưng, xương chậu, xương hông, đầu gối. Những cơn đau lặp lại nhiều lần sau chấn thương, cơn đau thường âm ỉ và kéo dài lâu. Những cơn đau sẽ tăng lên khi vận động, đi lại, đứng ngồi lâu và sẽ thuyên giảm khi nằm nghỉ. Đau ở cột sống, thắt lưng hoặc hai bên liên sườn. Gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh liên sườn, dây thần kinh đùi và thần kinh tọa. Những cơn đau trở nặng khi bạn vận động mạnh hoặc bất ngờ thay đổi tư thế. Vì vậy, người có dấu hiệu bị loãng xương thường rất khó thực hiện những tư thế như cúi gập người hoặc xoay hẳn người. Đối với những người ở lứa tuổi trung niên, loãng xương thường đi kèm với các dấu hiệu của bệnh giãn tĩnh mạch, thoái hóa khớp, cao huyết áp. Các bạn thân mến, căn bệnh loãng xương không chỉ là bệnh của tuổi già mà là bệnh của toàn xã hội. Vì vậy, để bảo vệ xương khớp luôn dẻo dai và linh hoạt, quý vị cần nói không với rượu bia, thuốc lá. Thay vào đó là một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt cần tập luyện thể dục thể thao đều đặn, đi khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ hệ thống xương khớp của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.